Trong suốt quá trình đạp gió để sống, chúng ta đã phát hiện ra các chị đẹp vô cùng tài năng, không chỉ ở những lĩnh vực của mình mà còn ở nhiều khía cạnh khác. Chính vì thế, ngoài 7 vị trí trong đội hình ra mắt, chương trình có những giải đặc biệt dành cho những chị đẹp xuất sắc của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giải thưởng đầu tiên do chính các chị đẹp bình chọn. Giải thưởng mang tên White Sister, chị đẹp của năm. Giải thưởng này được dành tặng cho chị đẹp thay vì chọn bình yên trong vùng an toàn, đã dám vươn mình tự khám phá ngoạn mục, chiến thắng các thử thách qua từng vòng công diễn, lan tỏa nghị lực của mình đến những người đồng đội và truyền cảm hứng, năng lượng tích cực cho mọi người. Xin mời lên sân khấu đại diện của ban cố vấn, đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thành Trung sẽ công bố và trao giải White Sister, chị đẹp của năm. Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các chị đẹp. Trung rất là vinh dự khi được đại diện ban cố vấn để công bố giải thưởng đầu tiên White Sister, chị đẹp của năm. Xin được chúc mừng White Sister, chị đẹp của năm thuộc về chị đẹp Mỹ Linh. Chúc mừng chị đẹp Mỹ Linh đã giành giải chị đẹp của năm White Sister. Chúc mừng chị đẹp của năm White Sister Mỹ Linh. Xin cảm ơn tất cả các chị đẹp. Đối với Mỹ Linh, giải thưởng này là giải thưởng quan trọng nhất và sung sướng nhất. Bởi vì mọi người biết không, đây là giải thưởng cho các chị đẹp bầu cho chị Mỹ Linh. Các giải thưởng đều rất quý, nhưng mà giải thưởng của tình bạn, của tình đồng nghiệp, mọi người tin tưởng và yêu thương Linh, điều đấy rất có ý nghĩa với Mỹ Linh. Và xin cảm ơn vì tất cả. Xin chúc mừng Mỹ Linh. Quả thực là một giải thưởng rất quan trọng với Mỹ Linh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giải thưởng thứ hai, giải thưởng do ban cố vấn lựa chọn, chị đẹp hội tụ khả năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, kiến thức âm nhạc và khả năng sáng tạo. White Thailand, chị đẹp toàn năm. Danh hiệu này trao cho chị đẹp cống hiến hết mình để sáng tạo nên những màn trình diễn ngoạn mục, từ giọng hát, vũ đạo, tư duy sản xuất âm nhạc. Sự đóng góp của chị đã làm cho sân khấu bùng nổ với những cảm xúc lan tỏa mãi trong lòng khán giả của chương trình. Vâng, xin được mời lên sân khấu đại diện ban cố vấn cũng là giám đốc sáng tạo của chương trình, Dennis Đặng sẽ công bố và trao giải cho chị đẹp White Thailand. Danny là một người rất là may mắn khi được đứng ở đây và trao giải thưởng. Một giải thưởng mà thực sự đối với Danny là một giải thưởng rất ý nghĩa. Và bản thân người nhận được giải thưởng ngày hôm nay là một chị đẹp có một hành trình suốt chặng đường chị đẹp đạp gió rẽ sóng đủ khiến cho tất cả những người đồng nghiệp, tất cả khán giả ngoài kia công nhận và ngưỡng mộ tài năng và sự toàn năng của họ. Và Danny xin phép được công bố ạ. Giải thưởng chị đẹp White Talent
Chị đẹp toàn năng đã thuộc về chị đẹp. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Trang Pháp, xin mời chị Trang Pháp ạ. Chúc mừng Trang Pháp. Lời đầu tiên cho em xin phép được gửi lời chào tới tất cả quý vị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Và xin chào tất cả các chị đẹp của em ạ. Đây là một giải thưởng mà đối với em nó thực sự rất là ý nghĩa. Em đến với chị đẹp đạp gió rẽ sóng chỉ mong muốn được cống hiến cho tất cả quý vị khán giả. Em chỉ muốn nói rằng tất cả những cái thành công của tất cả các tiết mục không phải là chỉ của một mình Trang Pháp, mà mỗi một tiết mục nó là sự đóng góp của tất cả các thành viên của đội em mà em đã may mắn được ở trong đội của họ. Và giải thưởng này em xin được dành sự toàn năng này cho tất cả các chị em đã cùng team với em và đã cùng với nhau chị em mình đóng góp cho chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên những tiết mục thực sự rất là bùng cháy và mong là sẽ ở trong lòng khán giả được thật là lâu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Xin chúc mừng Trang Pháp. Chúc mừng em một lần nữa. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng mang tên White Pearl, chị đẹp tỏa sáng. Đây là giải thưởng chương trình dành tặng cho chị đẹp luôn tỏa sáng, lạc quan trong mọi hoàn cảnh, tạo nên vẻ đẹp khí chất và làm cho nhân sinh quan trở nên tuyệt vời hơn. Xin mời lên sân khấu ông Nguyễn Xuân An, giám đốc truyền thông tập đoàn Yeoan sẽ công bố và trao giải cho chị đẹp White Pearl, chị đẹp tỏa sáng. Lời nói đầu tiên xin được chào tất cả khách mời, xin được chào tất cả các chị đẹp mà An và ekip đã đồng hành trong gần nửa năm vừa qua. Xin chào ạ. Và ngay sau đây xin được đại diện ekip và đại diện đơn vị sản xuất, An xin được công bố giải thưởng White Pearl, chị đẹp tỏa sáng. Đây có thể nói là một chị đẹp đã luôn tỏa ra cái năng lượng tích cực, luôn lạc quan, dù rằng là ekip có quay từ sáng cho tới tối thì chị vẫn luôn giúp cho ekip và các chị đẹp còn lại luôn vui vẻ mà không cảm thấy mệt. Xin được trân trọng công bố giải thưởng chị đẹp tỏa sáng White Pearl đã thuộc về chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc. Xin chúc mừng Ninh Dương Lan Ngọc, chị đẹp tỏa sáng Ninh Dương Lan Ngọc. Thật sự tự nhiên là đến phiên em cái giải thưởng này em cũng run run mà nó ngại ngại gì đâu mọi người. Thật sự ra là cái tên White Pearl này nó giống như là cái tên của em á, đặt riêng cho em cái giải thưởng này phải không ạ? Dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ưu ái cho em. Cảm ơn các chị đẹp đã luôn yêu thương và chấp nhận em đến ngày hôm nay. Cảm ơn khán giả rất nhiều. Cảm ơn mọi người ạ. Dạ em vẫn sẽ vui tiếp nha. Đấy, năng lượng đến tận giờ này đấy ạ. Vâng. Và giải thưởng tiếp theo đó chính là giải White Energy, chị đẹp ấm áp. Chương trình xin dành giải thưởng này để vinh danh chị đẹp ngọt ngào với nụ cười tỏa nắng. Chị đẹp chiến thắng giải chị đẹp ấm áp
chính là người đã vun đắp xây dựng nên không khí vui vẻ, tình cảm và tạo cho chương trình những giá trị tích cực, chữa lành. Xin được mời lên sân khấu Đi Top, giám đốc âm nhạc của chương trình sẽ công bố và trao giải chị đẹp ấm áp Y Energy. Dạ, thật sự thì đối với DTAP được tham gia chịu trách nhiệm về âm nhạc cho mùa Chị Đẹp năm nay là một vinh dự rất rất là lớn trong suốt quá trình làm nghề của tụi em. Và tụi em vô cùng trân trọng vì đã có cơ hội làm việc với lại các chị đẹp. Em cảm ơn rất nhiều. Giải thưởng Chị Đẹp Ấm Áp Y Energy đã thuộc về chị đẹp Phương Vi. Chúc mừng chị đẹp Phương Vi đã giành giải thưởng chị đẹp ấm áp. Họ không có chuẩn bị cho này cho nên không biết nói gì, nhưng mà xin được cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn ekip mình rất nhiều và cảm ơn tất cả các chị đẹp của mình tối hôm nay rất là nhiều vì đã cho mình cái giải rất là dễ thương này, giải ấm áp. So cute. Thank you. Cảm ơn mọi người ạ. Chỉ vậy thôi. Xin chúc mừng Phương Vị. Giải thưởng tiếp theo với tên gọi Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Wild Spirit. Chị Đẹp Bứt Phá. Giải thưởng này được dành tặng cho chị đẹp sáng tạo không giới hạn, luôn bứt phá và biến hóa qua từng công diễn, gây bất ngờ cho khán giả và truyền cảm hứng sống cho phụ nữ. Và với giải thưởng này, anh em chúng tôi vinh dự được công bố. Chúng tôi xin vui mừng công bố giải thưởng Wild Spirit, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã thuộc về chị đẹp Hồng Nhung. Thưa quý vị, vì một lý do bất khả kháng về gia đình thì chị bóng Hồng Nhung của chúng ta đã không thể có mặt vào lúc này. Nhưng mà chúng tôi sẽ chuyển chiếc cúp rất đẹp của chị đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đến với chị Hồng Nhung vào thời gian sớm nhất. Chúng ta cùng một lần nữa chúc mừng chị bóng Hồng Nhung. Vì một lý do cá nhân thực sự là bất khả kháng mà Hồng Nhung đã phải rời khỏi trường quay ngay vào trước thời điểm mà ai cũng mong chờ nhất, đó là thời điểm mà trao giải. Xin cảm ơn ban tổ chức của chương trình gửi đến tận nhà chiếc cúp trao cho một chị đẹp mà có tinh thần đạp gió rẽ sóng ở nhiều cái khía cạnh rất là khác nhau, gây ra nhiều ngạc nhiên trong từng tập một. Mình rất muốn được trở thành một nghệ sĩ múa từ khi 10 tuổi. Thế mà cuối cùng thành ca sĩ. Nhưng vì yêu nghệ thuật múa nên Hồng Nhung vẫn tiếp tục theo học. Nhưng phải có mảnh đất này, mảnh đất của chị đẹp đạp gió rẽ sóng, mình lại được thể hiện những cái khả năng nghiệp dư này của mình. Đây thực ra là một cơ hội thật là quý giá đối với Hồng Nhung. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần trao giải tiếp theo, giải thưởng Choir Leader, trưởng nhóm của năm. Đây là giải thưởng dành cho chị đẹp trưởng nhóm đã đưa các thành viên nhóm mình giành được nhiều vị trí nhất trong đội hình ra mắt. Giải thưởng này tôn vinh chị đẹp dẫn đầu về khả năng lãnh đạo, đoàn kết các thành viên trong nhóm. Trưởng nhóm của năm là người luôn biết cân đo đong đếm những thế mạnh của mỗi thành viên để mang đến một tầm nhìn chung hướng đến thành công rực rỡ nhất cho nhóm của mình. Xin mời đại diện ban tổ chức, đạo diễn Blond Nguyễn lên công bố và trao giải Wild Leader, trưởng nhóm của năm. Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ.
Như thường lệ thì đáng lẽ em sẽ ngồi đằng sau bàn monitor để được cùng với các anh chị em ekip để nhìn các anh chị tỏa sáng. Và chắc là sau hôm nay thì em sẽ không còn được nghe các chị mè nheo là 7 lần 7, 49 lần khói lửa và đu, đeo, cột nữa rồi phải không ạ? Nhưng mà một lần nữa em cảm ơn các chị đã rất là nhiệt huyết và vượt qua hết tất cả những rào cản để có thể mang đến những tiết mục thật sự đặc biệt trên sân khấu. Và tụi em rất là vinh dự cùng với các chị trong những cái hành trình với nhau. Chắc chắn là một những kỷ niệm đẹp cùng nhau. Và xin được hân hạnh công bố giải thưởng trưởng nhóm của năm. Chị Trang Pháp, xin chúc mừng Trang Pháp. Xin chúc mừng Trang Pháp. Xin mời Trang Pháp. Wow, thật sự là em không biết phải nói gì vào lúc này, bởi vì có rất rất nhiều các chị em ở dưới kia là những đội trưởng rất là tài năng và đã dẫn dắt đội của mình qua những cái chặng đường và đã làm cái vai trò đấy rất là tốt, như là người đội trưởng kiên cường của em chị Thu Phương ạ, người đội trưởng của em Ninh Dương Lan Ngọc ạ. Và người đội trưởng cũng rất toàn năng trong chương trình, đấy là em Ly ạ. Và chị Đoan Trang cũng là một người đội trưởng rất toàn năng và người đội trưởng mà đã đưa đội hồi sinh về Quỳnh Nga. Nhân đây thì em xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đội trưởng mà em đã có cơ hội được làm việc chung. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng chị đẹp Trang Pháp. Tết đẹp tối mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024 đón xem trên VTV3 và YouTube Giang Oanh Show. Balala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giang Oanh Show và ứng dụng Onlala thứ bảy hàng tuần. Từ ngày 28 tháng 10, 2023.